Đây là một khu nhà thờ ở ngoại ô thủ đô Washington DC. Bắt đầu từ đầu tháng 4, vào mỗi dịp cuối tuần thì rất nhiều hoạt động khác nhau thường được tổ chức ở những khu nhà thờ như thế này để phục vụ các gia đình sinh sống trong vùng. Tới đây, con trẻ có thể được tìm hiểu về những chiếc xe cảnh sát, xe cứu hỏa hay xe cứu thương mà chúng vốn hiếm khi được sờ tận tay và được nghe những tình nguyện viên kể những câu chuyện về công tác cứu hộ như thế này. Tất nhiên, trong dịp này thì không thể thiếu trò chơi tìm nhặt những trái trứng phục sinh trong những khu vườn hay khu rừng nhỏ thuộc khuôn viên nhà thờ để đổi lấy những món đồ chơi nho nhỏ hay những gói bánh kẹo thường được trẻ em ưa thích. Mọi thứ ngày hôm nay thật tuyệt vời, đặc biệt là đối với lũ trẻ. Gia đình tôi rất thích chương trình này. Tôi nghĩ hôm nay là một ngày tuyệt vời khi tất cả mọi gia đình lại cùng tới đây để tham gia vào những hoạt động chung như thế này. Rất nhiều trò chơi liên quan đến ngày lễ phục sinh cũng được tổ chức dành cho các bạn nhỏ trong dịp này. Mỗi chương trình như thế này dù chỉ diễn ra trong một buổi chiều, thường là vào chiều chủ nhật, nhưng cũng thu hút hàng trăm gia đình tới tham dự, tạo ra một sinh hoạt cộng đồng vui vẻ, thân thiện, góp phần gắn kết hơn nữa những gia đình sinh sống trong vùng. Bên cạnh những hoạt động vui chơi và chụp ảnh chung với chú thỏ Bunny đáng yêu, thường thì trong dịp này các gia đình tới tham dự cũng dùng chung một bữa trưa nhẹ bên người thân, bạn bè và hàng xóm láng giềng. Năm nay món hot dog của ông Paul hết nhanh hơn dự kiến và ông cho biết năm tới ông sẽ phải chuẩn bị gấp đôi để mọi người có thể thoải mái ăn đến no bụng thì thôi. Hot dog của tôi ngon lắm đấy, nó hết sạch trong vòng chưa tới một giờ đồng hồ. Chúc mừng ngày lễ phục sinh nhé! Mặc dù không bận rộn và răng đèn kết hoa như ngày lễ Giáng sinh dịp cuối năm, nhưng ngày lễ phục sinh cũng là một ngày lễ quan trọng trong năm của người theo đạo Thiên Chúa, kỷ niệm ngày Chúa phục sinh sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngày lễ phục sinh ở Mỹ thường diễn ra vào dịp giữa tháng 4, khi thời tiết đã ấm áp trở lại sau một mùa đông lạnh giá. Vì thế có thể nói đây là một trong những dịp lễ vui tươi với rất nhiều hoạt động ngoài trời khác nhau được tổ chức phục vụ các gia đình, kéo dài từ dịp cuối tháng 3 cho tới giữa tháng 4. Đặc biệt trẻ nhỏ rất thích dịp lễ này vì chúng thường có được những món đồ chơi và bánh kẹo ưa thích thông qua trò chơi tìm và nhặt trứng tại các khu nhà thờ hay nông trại.